tâm giống thủy hải sản tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Trung tâm có chức năng lưu giữ giống gốc, nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn lọc, sản xuất cung ứng giống thủy hải sản có năng suất, chất lượng cao, phục vụ nuôi trồng thủy hải sản, góp phần thúc đẩy ngành thủy sản phát triển. Năm 2023 thì cái việc sản xuất giống cá thủy sản nước ngọt trong 6 tháng đầu năm thì nó có những cái thuận lợi. Các cái đối tượng sản xuất của chúng tôi thì là cũng đảm bảo được tiêu chuẩn chất lượng, được đông đảo bà con đón nhận và nhu cầu thì ngày một tăng lên. Đối với các đối tượng con nuôi mặn lợ, trung tâm đã tổ chức thực hiện nuôi một số đối tượng hải sản như cá thủ song, cá hồng Mỹ, tôm thẻ, cá chép, trôi, lăng. Đối với các đối tượng nước ngọt, trung tâm đang nuôi giữ giống gốc, giống thuần như cá chép, cá trôi ta, cá lăng chấm, cá ngạnh, cá mè thuần. Đàn cá được nuôi vỗ theo chế độ cho sinh sản theo 3 giai đoạn, nuôi vỗ tích cực, nuôi vỗ thành thục và nuôi duy trì cũng tương tự như đàn cá chép. Bên cạnh đó, trung tâm cũng xuất ra một số loại con giống như ngao, hàu, cua, cá chép bột, cá chấm cỏ để cung cấp cho các hộ nuôi trong và ngoài tỉnh cũng như tiếp tục cho việc ương nuôi thử nghiệm. Đến nay, trung tâm cũng cho sinh sản một số loại cá nước ngọt truyền thống mà người dân có nhu cầu nuôi cao như cá chép, cá chấm cỏ, cá chấm đen, cung ứng cá bột và ương lên cá hương và cá giống cung cấp cho người dân. Thức ăn là cám gạo, phân bón gây màu nước cho cá. Gia đình tôi có 7 mẫu nuôi cá nước ngọt truyền thống. Thì để đảm bảo hiệu quả vụ nuôi thì gia đình tôi lựa chọn mua cá giống ở những cơ sở có uy tín như Trung tâm Giống Thủy Hải Sản tỉnh. Đến nay đàn cá khỏe mạnh, phát triển đồng đều. Thời điểm này, trung tâm đang sản xuất cá trạch sụ giống cung cấp cho nhu cầu của người nuôi trong và ngoài tỉnh. Theo các nhân viên kỹ thuật tại trung tâm, ưu điểm lớn nhất của loại cá này là tăng trọng nhanh, chu kỳ nuôi ngắn, sức đề kháng cao, ít bệnh tật. Thịt cá thơm ngon, bổ dưỡng, giá bán cao, thị trường tiêu thụ thuận lợi. Cán bộ nhân viên tại trung tâm luôn sẵn sàng tư vấn kỹ thuật nuôi đạt hiệu quả cao tới người dân. Thì đối với cá trạch sụn thì chúng ta cần có một vài những lưu ý như sau. Do là cá trạch sụn là có tập tính chui rút luồn lách nên là trong ao nuôi là không nên có những lỗ rò rỉ, bởi vì chỉ cần có một lỗ rò nhỏ thì sẽ làm thất thoát từ 70% cho đến toàn bộ lượng cá trong ao nuôi. Đồng thời thì trong ao nên xây dựng các hố thu để thuận tiện cho việc thu cá hương. Về chế độ chăm sóc quản lý thì do đặc điểm của cá trạch sụn là có tính ăn nổi và ăn đêm nên là cần phải cho ăn đúng giờ, và lượng thức ăn vào ban đêm thì chiếm từ 70 đến 80% toàn bộ lượng thức ăn ở trong ngày. Không chỉ sản xuất và cung cấp con giống năng suất cao, chất lượng tốt, trung tâm còn tham mưu cho Ban Quản lý Giống Thủy sản tỉnh về chính sách quản lý con giống hải sản trong tỉnh và con giống nhập từ tỉnh ngoài. Quản lý các vùng nuôi, xây dựng và phát triển vùng nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng bền vững, góp phần đẩy nhanh chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.